Thưa quý vị, Việt Nam có nguồn sinh thái vô cùng đa dạng với nhiều cây trồng có chất lượng cao. Việc tìm kiếm nhân rộng và gìn giữ nguồn gen giống cây trồng bản địa là một trong những giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như giúp người dân ổn định sinh kế. Sinh ra và lớn lên ở Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lại gắn bó với Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Đồng từ lâu, chị Vũ Thị Liễu cùng hơn 300 xã viên cùng nhau làm muối, nuôi trồng thủy hải sản. Nhưng biến đổi khí hậu khiến tỷ lệ nhiễm mặn cao, mưa nắng thất thường nên làm muối, nuôi trồng thủy hải sản đều gặp khó. Nhưng kể từ khi trồng rau thông muối, thu nhập được tăng lên. Rau này thì nếu mà nói của nó thì rất là nhiều khoáng chất, rất là có lợi cho sức khỏe con người, cho nên là bà con ở đây cũng rất là hay là cải thiện về cái rau thông muối này. Mấy năm gần đây bắt đầu là mới có dự án để nhân rộng cái cây thông muối này ra. Rau thông muối là một trong nhiều giống cây trồng bản địa được các nhà khoa học Trung tâm Tài nguyên Thực vật thu thập vào ngân hàng gen các giống cây trồng bản địa. Không chỉ lưu giữ nguồn gen cho thế hệ mai sau, mà mục tiêu trước mắt là ổn định sinh kế cho người nông dân. Trong cái điều kiện biến đổi khí hậu thì chúng tôi có đề xuất một số cái ý tưởng nghiên cứu, trong đó có cái ý tưởng về cái bảo tồn và giới thiệu những cái nguồn gen cây chịu mặn cho một số cái tỉnh ven biển để làm nâng cao cái sinh kế cho người dân ở những cái khu vực này. Khi mà những cái vùng mà bị xâm nhập mặn thì không thể nào canh tác được những cây truyền thống, thì chúng tôi hy vọng mong muốn là chúng tôi sẽ mở rộng được những cái vùng mà bị xâm nhập mặn này. Từ những cây rau dại, các nhà khoa học Trung tâm Tài nguyên và Thực vật đã nghiên cứu quy trình trồng để nâng cao năng suất, biên soạn tài liệu, hướng dẫn chế biến các món ăn từ những loại cây này. Qua đó, giúp người nông dân hiểu rõ hơn và yên tâm trồng các loại cây vốn xuất phát từ môi trường hoang dã. Thì đấy là cái mà thế mạnh mà chúng ta cần phải khai thác, là cây trồng giống bản địa nó vừa thích ứng được với điều kiện gọi là bất thuận của địa phương, phù hợp với vùng sinh thái, vừa có giá trị dinh dưỡng. Thì vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng khai thác vào trong cái hệ thống sản xuất và kinh doanh để cho giúp cho cái hệ thống sản xuất lương thực thực phẩm ở địa phương nó bền vững hơn và cũng góp phần vào đảm bảo cái an ninh lương thực ở địa phương. Việc tận dụng tốt các nguồn gen cây trồng bản địa được các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân kỳ vọng vào tương lai phát triển bền vững và vị trí quan trọng của ngành trước biến đổi khí hậu.